Xin chào anh em, xin chào các bác. Cửa hàng lại có một mẫu mi giải mã đền đông. Cách đây khoảng một tuần, cửa hàng có đăng một con gần giống con này, như nó không đẹp bằng con này, như nó là mã là 1500, còn mẫu sản phẩm này là 1550. Thì thật ra là nó cũng xem nhau thôi. Về các nút bấm chức năng giống hệt nhau. Con này nó khác với con hôm nọ bán là nó có đường xuất quang ra. Nhưng mà thật ra thì đường xuất quang ra thì nó cũng không cần thiết. Nó quan trọng là có đường giải mã vào thôi. Và tín hiệu các bác đang nghe là tín hiệu giải mã digital. Nó tương ứng với nút TV anh em nhé. Còn lại là các đường AUX. Như này cũng thiết kế đánh hai đôi loa AB cộng B. Đó là để nghe nhạc sitar. Còn nếu anh em thích nghe nhạc âm thanh phòm, âm thanh 3D, nó có các cái loa phụ đằng sau, đó là loa xúc điện, loa center, loa lời và loa surround để tạo thành âm thanh vòm, âm thanh 3D. Con này mặt tiền cũng như là bên trên hình thức tương đối đẹp luôn anh em ạ. Trong tầm tiền nó là tương đối luột nào. Con đúng chỉnh bát chép riêng, anh em bấm vào đây đó, và mình tăng giảm chép cũng như vậy. Nó có cả đường vào AUX phía mặt trước. Đây là tín hiệu chọn tự động, auto hoặc là đường quang. Có nghĩa mình sẽ để auto luôn, sẽ tự nhận đường quang hoặc analog. Tôi được biết anh em không bấm nha, nếu bấm vào sẽ mất tác dụng của bát chép. Còn đánh hai đôi loa đồng thời thì anh em bấm cả AB sáng đèn. Bấm đi này thì cửa hàng bán giá đẹp cho anh em, đó là 2.700.000 đồng, 2.700.000 đồng anh em nhé. Con âm ly này thì thời điểm trước vẫn bán tầm 3 triệu với sản phẩm đẹp như vậy. Và đảm bảo bãi zin tuyệt đối cho anh em. Và chỉ lau chùi cũng như là vệ sinh, sau đó thì lên sóng cho các bác xem thôi. Đền Ông nó là một hãng âm thanh rất tên tuổi và được nhiều người lựa chọn yêu thích. Nó cũng thể hiện sự hiện đại của sản phẩm màu vàng chanh. 190W, số series là 4419. Con này nhiều hơn con kia là đâu 20W. Đây, con này nó hơn con kia là cái watt với lại có cả đường xuất quang ra. Còn lại thì cơ bản là giống nhau. Loa B, loa A, center surround, loa xúc điện bên này. Đây. Rằng là sẽ mở to để anh em theo dõi cũng như là sẽ mở nội thất anh em cùng xem. Nếu nói về hình thức trong tầm tiền này là con này quá nuột luôn anh em nhé. Còn thường là cái lớp sơn của cái con này mặt tiền là nó bị chóc, nó hay bị chóc. Minh chứng là con hôm nọ cửa hàng bán ra 2.3 triệu thì là gọi là hình thức nó không được nuột nào nên cửa hàng bán giá như vậy. Còn con này là 2.7 triệu cho anh em. Tôi sẽ mở lại nha, các bác cùng nghe to. Nó về số 0, sau đó tăng thêm chuyển trường, các bác thích vậy. Đang ghép vào loa audio anh em nhé. Dòng Obi này thì nó có thể đánh các dòng loa Nhật, ngoài ra còn dòng loa Bow hoặc là BMB, à Bow hoặc JBL của châu Âu, của Mỹ. Nơi phố ngày xưa, một ngày chiếm giữ chiều ngập người xa cánh đồng xưa. Giải mã số này nếu anh em không biết sử dụng thì nó sẽ không hay. Nó là mẫu ly đời cao, nó có nhiều tính năng, nếu mình không biết sử dụng thì nó sẽ chắc chắn không hay đâu. Chẳng hạn tôi sẽ bấm cho các bác để ra chất âm kiểu khác này. Nếu nghe nhạc thì anh em bắt buộc phải để chế độ sitar. Nếu đây tôi bấm chế độ âm thanh vòm thì nghe nó sẽ không hay. Đó. Nó dành cho âm thanh 3D, nó hợp với kiểu đĩa hình hoặc là anh em xem phim. Sẽ ra chất âm kiểu khác. Tóm lại sitar này,
Sinta.